Bai Phen Bim Chanop là nữ thần nhan sắc đình đám của showbiz Thái Lan. Không chỉ nổi tiếng ở xứ sở Chùa Vàng, Bai Phen Bim Chanop còn có đông đảo fan hâm mộ ở châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam. Mới đây, mỹ nhân chiếc lá cuốn bay tiếp tục gây sốt với bộ ảnh mới khoe visual ảo diệu, đẹp tới nghẹt thở. Diện đầm lông vũ trắng muốt, lại chọn lối trang điểm đậm, visual của Bai Phen nhận về vô số lời ngợi khen trên mạng xã hội. Vậy nhưng trên mạng xã hội đã có bình luận cho rằng nhan sắc của Bai Phen không thể sánh được với Hoa hậu Hương Giang. Một netizen nhận xét, nhìn giống chị Hương Giang Idol, tuy nhiên chị Hương Giang là Hoa hậu quốc tế nên đương nhiên đẹp hơn nhiều, làm nổ ra cuộc tranh cãi nảy lửa. Ý kiến trên đã vấp phải nhiều bình luận phản pháo mãnh liệt. Một số netizen đã chia sẻ hình ảnh ngày nhỏ của Bai Phen và cho rằng sẽ là một điều vô cùng khập khiễng nếu đưa Hương Giang và mỹ nhân Thái Lan lên bàn cân so sánh. Tại TVBiz, Bai Phen đã vốn nổi tiếng là mỹ nhân đẹp từ trong trứng nước, đạt đến ngưỡng nữ thần. Trong khi đó, Hương Giang là hoa hậu chuyển giới đình đám VBiz. Phần đông dân mạng đều cho rằng cả hai mỹ nhân đều có nét đẹp của riêng mình, khó có thể mang lên bàn cân so sánh. Trước đó, mỹ nhân chiếc lá cuốn bay khiến dân tình xích xoa với loạt ảnh chụp hậu trường với trang phục đồ ngủ mỏng tang. Vốn quen với hình ảnh thanh thuần trong sáng, lần này Bai Phen khiến hội fanboy xịt máu mũi vì trang phục khoe khéo vòng một căng đầy cực sexy. Có thể nói, body gợi cảm của Bai Phen chiếm trọn spotlight, khiến visual của nữ thần xứ Thái lên hương vùng vụt. Bai Phen nổi tiếng là mỹ nhân chịu khó biến hóa hình ảnh với nhiều concept khác nhau, khi ngây thơ trong sáng, lúc lại gợi cảm quyến rũ. Điển hình như bộ ảnh mỹ nhân chiếc lá cuốn bay khoe visual đỉnh cao với tạo hình chiến binh đẹp ná thở. Cô nàng đổi tóc thành màu bạch kim, lớp makeup hoàn mỹ tới từng mm khiến fan nhận không ra khi nhìn thoáng qua. Cũng nhờ tạo hình mới lạ này, Bai Phen nhận được cơn mưa lời khen với nét đẹp sắc sảo, hoàn toàn không góc chết. Bai Phen Bim Chanop sinh năm 1992, bén duyên nghệ thuật trong vai trò diễn viên nhí và bắt đầu diễn xuất chuyên nghiệp khi 17 tuổi. Năm 2010, Bai Phen vụt sáng thành sao khi vào vai cô nàng vịt hóa thiên nga trong phim Thanh Xuân Vườn Trường A Little Thing Called Love, đóng cặp với mỹ nam Mario Maurer. Trong phim, cô đóng một nữ sinh có ngoại hình xấu xí, yêu thầm một hot boy trong trường. Về sau, cô thay đổi diện mạo và cưa đổ trai đẹp. Đầu năm 2019, Bai Phen Bim Chanop gây bão các rạp chiếu Việt nhờ bộ phim Yêu Nhầm Bạn Thân Brand Zone trong vai cô nàng ghin cá tính, đanh đá, dễ khóc dễ cười. Không được đầu tư nhiều về phục trang, thậm chí một số cảnh xuất hiện khá xuề xòa, Bai Phen vẫn đốn tim người hâm mộ bởi vẻ đẹp tươi sáng. Sớm nổi tiếng với thực lực được đánh giá cao, Bai Phen Bim Chanop không tránh khỏi những thị phi. Năm 2013, cô từng bị đồn sử dụng ma túy, sụp đổ hình tượng đẹp đẽ dày công xây dựng. Trả lời phỏng vấn ngay sau khi tin đồn lan truyền, nữ diễn viên không phủ nhận hay thừa nhận, chỉ nói cô chịu áp lực lớn bởi chuyện này. Sau đó, Bai Phen lên chùa tham gia khóa tu 4 ngày 3 đêm để tĩnh tâm. 4 năm sau, Bai Phen một lần nữa chịu đả kích. Một số nguồn tin cho hay, cô quan hệ với một người đàn ông trong xe hơi tại một gara bảo dưỡng xe, bị người này quay lén lại toàn bộ hình ảnh, khiến cô sốc và quyết định rút lui khỏi làng giải trí. Trong khi Bai Phen giữ im lặng, người nhà của cô lên tiếng khẳng định đó là tin đồn giả mạo. Họ làm chứng, vào thời điểm được cho là có đoạn phim quay lén, nữ diễn viên đang ở nhà. Sự việc không ảnh hưởng nhiều tới các hoạt động nghề nghiệp của Bai Phen, song đôi khi cô vẫn bị báo chí đặt ra nghi vấn về đời tư. Ngay sau khi nổi lên từ mối tình đầu, Bai Phen Bim Chanop đã được đài truyền hình lớn nhất Thái Lan CH7 chiêu mộ. Tưởng rằng cô sẽ trở thành con gà đẻ trứng vàng, nhưng sự nghiệp của cô lại chẳng mấy khởi sắc. Các dự án cả truyền hình lẫn điện ảnh của Bai Phen Bim Chanop đều không thành công vang dội, dù kịch bản hay, được đầu tư bài bản và bản thân cô cũng thay đổi để đa dạng hóa diễn xuất. Đã có những lúc, bóng tối thị phi bủa vây và Bai Phen từng nghĩ sẽ dừng lại. Con đường đi đến nghệ thuật không trải đầy hoa hồng mà chỉ toàn đá, sỏi và lại rất dài. Nhưng niềm tin của người hâm mộ dành cho Bai Phen lại quá ít ỏi, nó không đủ giúp cô vững tin bước tiếp. Liên tục gặp scandal tai tiếng, loay hoay tìm hình tượng mới cho bản thân, sự nghiệp ngày càng mờ nhạt. Đó là khoảng thời gian thật kinh khủng, bế tắc về mọi thứ đối với Bai Phen Bim Chanop. Vừa qua rất nhiều sóng gió, mỹ nhân sinh năm 1992 vẫn quyết định theo đuổi nghệ thuật thứ bảy đến cùng. Bai Phen Bim Chanop liên tiếp trở thành nữ chính trong nhiều tác phẩm đình đám như Long Fight, Ngọn Lửa Đam Mê, Slam Dance, Đấu Trường Ước Mơ, Secret Garden Bản Thái. Có thể nói, Bai Phen Bim Chanop minh chứng cho câu nói, lên voi xuống chó. Đã lên đỉnh thăng hoa, nhưng cũng có lúc phải chạm đáy thất bại. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ và biết phục thiện, nữ diễn viên đã tiếp tục chinh phục khán giả yêu điện ảnh bằng những tác phẩm có giá trị.